Vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy thì nên tu tập giác chi nào để thấy phấn chấn không bị buồn ngủ giả dượi? Nếu vừa đi thiền vừa suy niệm ân đức Phật, Pháp Tăng, niệm thí, niệm thiên thì có hợp không? Vào buổi sáng sớm thì chúng ta dùng cái tinh tấn giác chi ha. Còn khi đi thiền mà suy niệm về ân đức Tam Bảo thì khi đó là chúng ta đang thực hành tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, thì điều đó vẫn được chứ không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu như chúng ta đang thực hành thiền hơi thở thì chúng ta nên biết là chúng ta đang thực hành không có đúng với phương pháp mình đang làm, tức là mình bị lệch ra ngoài. Tuy nhiên suy niệm ân đức Tam Bảo á, có thể dùng như một đề mục phụ vẫn được, không sao.